Chiều ngày 25 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Hoàng Xuân Hải, 26 tuổi, ngụ xã Hương Long, huyện Hương Khê về tội cố ý gây thương tích. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 10, tại trạm y tế xã Hưng Long, huyện Hưng Khê, chị Trần Thị Thanh Hải, phó trưởng trạm y tế xã đã bị Hoàng Xuân Hải chém trọng thương khi đang trực ca. Nguyên nhân được xác định là do Hải đến nhờ truyền nước biển, nhưng chị Hải từ chối vì biết đối tượng vừa uống rượu xong không thể truyền nước được. Sau đó Hải ra về, tuy nhiên một lúc sau, Hải đã cầm theo con dao quay lại gõ cửa phòng nói với chị Hải bán cho hai bơm tim. Khi chị Hải mở cửa phòng thì Hải chém nhiều nhát vào người chị Hải. Sau khi gây án, Hải bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 14 giờ ngày 21 tháng 10, Hải ra đầu thú.